Chưa như mình bán hàng lãi quá. Bán hàng lãi nhờ. Ê ca, bên hội anh em bảo vệ xóm việc kiểu gì mà được cứ đại đơ mày à, đạt đơ ấy. Quyết bây giờ anh em mình không phải thua hội anh em bảo vệ xóm nữa. Vào đây anh bảo. Hiểu chưa? Hiểu ạ. Thế thôi đi luôn đấy. Không biết đại ca nói kiểu gì mà phải vào giao nhiệm quân hội anh em bảo vệ xóm mà. Đại ca bảo vệ xóm kìa. Không biết cũng đạt đâu, cũng đạt đâu, hôm nay đi đâu không đến giờ gặp mình thì cả. Ai kia trông giống cu Quyết, Quyết xún bên đại ca thôn đấy nhở. Sao hôm nay mặt đâu buồn giàu kia nhở. Lên hỏi nó xem về nhà luôn. Ê Quyết, chú bé sao mà hôm nay trông mặt chú buồn giàu đấy. À, đại ca tuần tiền để hôm trước bán hàng cho anh ấy được lãi nhiều quá. Bây giờ đại ca em á không cần em nữa đâu. Anh tưởng chú đóng góp được nhiều lắm mà bây giờ còn dám trục xuất cả chú nữa à? Đúng rồi anh ạ. Bây giờ em không còn chỗ nào để đi nữa. Thôi chú không phải buồn đi đâu. Bên Tuấn Nhật Tỷ đã trục xuất chú rồi, thế sao chú phải buồn nữa? Về bên này anh khăn lo cho chú. Có sao không hả anh? Em cảm ơn anh nhá. Có sao đâu. Thì anh cũng giận em à? Ui giời, giận đấy chú. Anh em chơi với nhau mà. Ôi, chắc phải chú đi thế. Chú nói rồi đúng không? Đây, đi về đây. Anh có quà cho chú này. Đi rồi. Đây, chú ngồi đây để anh và anh đem đồ ăn cho chú ăn. Cuối cùng mình đã thành công. Nhưng mà không biết anh mua cái gì cho mình ăn nhỉ. Đây, anh có đồ ăn cho chú đây. Cái gì vậy anh? À đây, anh có xúc xích heo cao bồi 3.1 cho chú đây. Đây, chú cần đi. Xúc xích heo cao bồi. Ui anh ơi, nhìn cái hấp dẫn quá nhỉ. Mà không biết ăn kiểu gì anh nhỉ. Ui dồi, đứng chùa bên đại ca thôn nó khác. Chưa đã ăn cái này bao giờ đúng không? Đây, để bây giờ anh dạy chú cách ăn nhá. Chú nhìn theo anh mà làm theo này. Đây, bỏ nhát giấy từ hộp ra này. Trong cái ly này có chiếc ly đa năng để tách nước vào xúc xích ngoài ra. Để anh làm cho chú xem nhá. Kẹp vào này. Đó, thế là được rồi. Đây nha. Rồi, chú cho xúc xích vào đắp ly à? Quý rồi, dễ thế à anh. Em làm thử nhá. Đừng cay. Đây nha chú, cho hết xúc xích vào ly rồi. Xe của quái ra về, chú xé quái ra về ra rồi đổ vào ly nhá. Sau đó chú lấy cái nắp vào đây. Đây là lắc nắp của em rồi anh. Ôi giời, chú ở bên đại ca tô chú mày làm sao đây? Nắp của chú chúng nó không thấy nè. Đây nắp của chú đây. Rồi, thưởng thức rồi. Heo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Heo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Heo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Trong con cứ cho anh nhá. Anh ra ngoài này cũng tìm việc. Anh đi đây.
few moments later. Nani?